Thưa quý vị, sáng nay 7 tháng 5, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2022. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ chủ trì. Tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố Cần Thơ phát triển, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Cụ thể đã thực hiện 326 công trình thanh niên, 587 phần diệt thanh niên với tổng trị giá hơn 9 tỷ 850 triệu đồng, trồng hơn 13.000 cây xanh các loại, sửa chữa, xây dựng 16 cầu giao thông nông thôn, 89 km đường, thắp sáng 8 km đường, tra mắt 24 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, văn minh an toàn. Tổ chức 6 đợt khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.280 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và hiến 2.270 đơn vị máu. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp, như tổ chức 44 hoạt động tư vấn hướng nghiệp với 23.775 lượt đoàn viên sinh viên thanh niên tham gia, tổ chức giới thiệu việc làm cho 3.977 lượt đoàn viên thanh niên. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp tục được quan tâm, tặng 1.150 phần quà cho đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và 120 suất học bổng trị giá hơn 655 triệu đồng. Sửa chữa xây dựng 22 căn nhà, 6 khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi và 18 công trình vì trường đẹp cho em, triển khai chương trình khuyến mãi dành cho đoàn viên, tuần lễ xanh mừng sinh nhật đoàn.